Diệu xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là Diệu thử thách bản thân mình là làm là 360 ly trà bưởi luôn nha. Thì bây giờ là Diệu gọt cái đống vỏ bưởi này nè, để lấy cái phần ở giữa thì khoảng có gần 30 trái là mới đủ làm 360 ly á nha các bạn. Thì Diệu sẽ bỏ phần giữa đi và chắc hạt lựu, sau đó là Diệu đem đi là xả máy. Thì khi mà thấy cái cùi bưởi nó trong rồi á thì Diệu sẽ xả bằng tay. Các bạn thấy không? Nó trong veo vậy là nó hết đắng rồi nè. Nhưng mà Diệu phải xả bằng tay để cho những cái cát á nó lắng xuống. Và Diệu dùng cái túi lưới này nè, vắt cho nó khô. Cái túi lưới này nè, nó rất là thần kỳ luôn nha. Nó làm cho là cái cùi bưởi nó khô. Những cái mà cứng á thì nó cũng nhanh hết đắng đó nha các bạn. Sau đó là Diệu sẽ đi lăn bột năng và để vào tủ lạnh. Cái công thức để làm cùi bưởi và nấu chè bưởi là Diệu đã để ở video trước, các bạn hãy theo dõi nha. Sau đó là Diệu sẽ đi vo đậu xanh ha, và vo thật kỹ luôn nha các bạn. Và mình để một cái lỗ hổm ở giữa mà mình hấp để cho đậu nó chín đều. Thì khi hấp thì mình thấy là đậu nó nở và nó đều màu là nó đã chín ngon rồi đó. Và cái này là đậu phộng nè, Diệu rang mới vừa rang luôn á, để cho nó ăn kèm chung với chè bưởi á. Nhưng mà đậu này nó rất là thơm nha. Còn cái nồi chè bưởi này là siêu to khổng lồ luôn nè, nó khoảng 180 ly á. Cùi bưởi thì trong veo mà ăn giòn sần sật ngon lắm nha các bạn. Sau đó là Diệu sẽ đem phân vô từng ly vậy nè ha. Sau đó là mình sẽ đi đóng thùng để ship cho khách. Hôm nay là Diệu nấu sớm, khoảng 1 giờ rưỡi khuya là nấu, đừng kịp là cho 6 giờ giao cho khách đã hẹn trước á. Thì chồng mình là phụ đóng thùng, thì anh ấy là rất là kỹ luôn á. Anh ấy lót giấy và dán thêm băng keo để cho nó không có bị bể cái thùng á, và xếp cho nó ngay ngắn như vậy nè. Mỗi thùng thì cũng khoảng 90 mấy ly thùng lớn, còn thùng nhỏ thì 50 mấy á. Thì sau đó mình xếp vô xe và bắt đầu là anh chở đi giao là 300 là 20 ly. Còn còn lại thì một chút nữa là Diệu sẽ đi lấy thêm cái bưởi, ruột bưởi á, ruột bưởi da xanh đó mấy bạn. Thì Diệu sẽ đi giao cho khách, vào cái phần chè còn lại cũng đi giao cho khách luôn. Cái ruột bưởi này nó đỏ ngon quá chừng luôn các bạn ha. Hồi đêm qua mình cũng không có ngủ luôn, tại vì là thời gian ngắn mình sợ ngủ quên. Giờ mình đi vào Sài Gòn để mình giao chè và bưởi nha các bạn. Giờ Sài Gòn nó phát triển nhiều quá, những cái tòa nhà cao tầng nè và những cái cầu vượt nè nó rất là nhiều luôn á các bạn. Đây là cái cầu Ba Son nè, mới xây và nó cũng rất là đẹp luôn á nha các bạn. Diệu giao ở cái tòa nhà này nè. Giờ Diệu lên cầu để đi về nha. Thì từ đây về nhà mình chắc cũng khoảng 40 phút á. Mình đi qua hết cái cầu này, xong rồi mình quẹo vô đường Mai Chí Thọ và mình đi theo cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây á, để về nhà. Các bạn thấy không, bên cầu bên đây á, thì cũng nhiều tòa nhà cao tầng, mà cầu bên kia thì nó cũng rất là nhiều tòa nhà cao tầng, rất là đẹp luôn các bạn ha. Giờ là Diệu đi tới cái đường á, là quẹo vô cao tốc, lối ra của cao tốc chứ đó. Giờ Diệu bắt đầu chuẩn bị là về đến nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi Diệu nha, hoặc cho Diệu một nút like để động lực cho Diệu làm video tiếp nha. Diệu cảm ơn các bạn rất là nhiều.